cái này nữa là cái gì? Sáng nay đã không? Rồi. Để em có lại. Có lại rồi. À, đứng lại. Bây giờ 2, 3, lần. Tôi giải sát. Đây. Dựng lại nghiêng xíu đi anh dựng. Ừ quên. Cái này lúc mình tắt á, nó cần bóp nó không? Rồi mới sẽ tắt công tắc không? Chắc phải cần. Mình cũng phải đưa thằng. Nó có mấy điểm gì đây ta? Thấy không? 4 điểm này. Cái đó như đó có phải của cái đèn đâu. Ở bên trong cái máy hay vậy? Đúng rồi, bên trong cái máy anh chồng. Chạy thôi đi. Rồi chờ anh qua lấy luôn đi.